với hành vi điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes gây tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79% và ông Lê Mạnh Thường, 64 tuổi ở quận 12, người chạy GrabBike tử vong. Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong đã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù. Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 34 tuổi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ án được dư luận quan tâm khi bị cáo Phong là tài xế Mercedes, tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường, thương tật vĩnh viễn 79%. Nạn nhân khác trong vụ tai nạn là ông Lê Mạnh Thường đã tử vong. Bước vào phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phong. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo đã xem thường pháp luật vì bị cáo Phong biết rõ tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe và không được sử dụng rượu bia. Sau khi xảy ra tai nạn, lẽ ra bị cáo Phong sau khi gọi cấp cứu thì phải ở lại với bị hại để đợi xe cấp cứu đến, sau đó đến trình báo cơ quan công an gần nhất. Tuy nhiên, bị cáo lại bỏ trốn mà mặc cho bị hại nằm ở hiện trường. Hai ngày sau, bị cáo mới tới cơ quan công an đầu thú. Đại diện cơ quan công tố cho rằng bị cáo Phong phạm tội rất nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm khắc răn đe. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả. Và tại tòa, bị cáo đã ăn năn thành khẩn khai báo, nên Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Phong từ 6 đến 7 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời buộc Phong bồi thường cho người đại diện hợp pháp cho bị hại Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng và bị hại Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỷ đồng. Về việc căn hộ của bị cáo Phong đã được chuyển nhượng trong thời gian bị cáo bị bắt giam, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Phong chuyển nhượng cho mẹ để cầm cố mua bán khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, mẹ của bị cáo là bà Trần Hoàng Họa My đã không thực hiện được. Để đảm bảo thi hành án, kê biên căn hộ, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét ghi nhận ý kiến luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại về việc hủy hợp đồng mua bán. Trong phần tranh luận, bà Trần Hoàng Họa My đồng ý việc kê biên căn nhà đến khi thi hành án. Tuy nhiên, bà My không đồng ý hủy hợp đồng mua bán giữa bị cáo Phong và bà. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử đã tuyên định nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vụ tài xế Mercedes, tông nữ tiếp viên hàng không vào 14 giờ ngày 14 tháng 7. Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 27 phút sáng ngày 30 tháng 1 năm 2020, Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes khi không có giấy phép lái xe và đang trong tình trạng sử dụng chất ma túy. Phong chạy xe không đúng phần đường quy định với tốc độ 84 km/h. Khi lái xe đến trước địa chỉ 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, do phóng nhanh, Phong đã lao xe sang làn đường chiều ngược lại. Tông vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường cầm lái khiến ông tử vong, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường ngồi sau xe của nạn nhân Thường bị thương tật vĩnh viễn 79%. Xét xử sơ thẩm lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử, phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng nặng hình phạt và làm rõ vấn đề bị cáo Phong tẩu tán tài sản lúc tạm giam. Xét xử phúc thẩm vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Hội đồng xét xử nêu cần làm rõ vấn đề căn hộ mà bị cáo Phong khai đã ký chuyển nhượng hợp đồng mua bán sang tên cho bà Trần Hoàng Họa My là mẹ của bị cáo trong thời gian tạm giam là tài sản của ai để đảm bảo việc bồi thường trong vụ án.